Ở đây cảnh đẹp thật. Hello mọi người nha, bây giờ mình đang đứng tại một cái suối. À, cái này gọi là cái sông mới đúng mà. Sông Krông Vung. À, suối hả? Nhưng mà nó rộng như này gọi bằng sông cũng được. Hiện tại mình đang tắm sông Krông Cà Man. Các bạn xem đằng sau mình là rất là to nha. À, ở đây cục đá không này. Ôi, đau quá. Đấy các bạn ơi, chỗ này cũng là đá hết này. Giờ xuống nha, đá sâu lắm này. Nghe chỗ đá là rất là sâu này. Úi giời. Bây giờ mình đang cầm cái micro này các bạn nghe không? Đấy, tiếng nước này. Mình muốn mang cái camera vô đây mà sợ. Rồi mình sẽ lên đây nhé. Ở ngoài kia người ta đang hát này. Ken ơi, Ken, đi đây nói chuyện này. Nói gì? Cốt. Nói chuyện đi. Kìa, bơi qua đây, bơi thẳng qua đây luôn. Bơi thẳng qua đây luôn. Đi. Bơi thẳng qua đây nước tạc lắm. Đi chạy qua đây ăn Ken đón nè, Ken đi đón đi. Sao hả? Thôi Ken, em không nổi thôi Ken. Em không đi được thôi. Nói thật là mùa này nước rất là to các bạn. Mọi khi thì mình vô đây thì mình thấy nước nó nhẹ. Này nước nó kinh khủng thật đấy. Các bạn xem đằng sau mình này. Nước rất là rộng. Và sâu và trong này các bạn nha. Trong lắm này. Đây cảnh buổi chiều nó rất là hoang sơ. Các bạn có thể thấy nước chảy rất là mạnh nha. Suối rất là rộng như này, rất là sâu nha mọi người. Đó, mình quay, mình thả camera nó tự chạy. Ôi, gì Ken? Tắm cái gì vậy? Ôi, đừng có đẩy chú, đừng có đẩy chú. Tôi đang quay phim. Mày tình cờ gặp mấy đứa người ED ở gần chỗ mình nhá. Rồi, ok. Làm đi. Ôi, làm áo thuật kìa. Áo thuật dưới nước luôn. Giờ mình dẫn mọi người đi về. Một số người đã về rồi. Còn mỗi mình ở đây. Ôi dạ. Hồi trước mình cũng quay rất nhiều lần rồi, nhưng mà có 10 lần mình về đây thì mình hay quay mọi người.